cách phòng trừ sâu ăn lá dừa hiệu quả, an toàn cho cây. Sâu ăn lá dừa là nguyên nhân chính gây giảm sút năng lượng thu hoạch dừa. Chúng gây hại ở tất cả các kỳ sinh trưởng của cây, nhưng chủ yếu là ở lá dừa, thân dừa và trái dừa. Dừa là loại cây trồng kinh tế quan trọng của nhiều địa phương ở nước ta. Tuy nhiên, khi canh tác dừa thì bà con thường xuyên gặp phải các loại sâu bệnh, côn trùng gây hại, trong đó đặc biệt là loài sâu ăn lá dừa hay gọi là sâu đầu đen, rồi bọ dừa, đun dừa, sâu ăn nái, vân vân. Mỗi loại sâu hại đều có những đặc điểm, tập tính và cách thức gây hại khác nhau. Bà con cần phải theo dõi, kiểm tra vườn dừa thường xuyên để có những biện pháp phòng trừ. Sự phá hoại của các loài sâu ăn lá trên cây dừa làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất và chất lượng của trái. Sâu đầu đen là ấu trùng của sâu đầu đen cắn phá phần thịt mặt dưới của lá dừa. Chúng ăn hết phần diệp lục, làm tàu lá sơ sát, còn để lại trên thân các cọng que của cây dừa. Không chỉ gây hại đến lá mà chúng còn tấn công vào vỏ trái và trên thân cây dừa, làm hư hỏng trái, yếu năng suất của cây và dẫn đến cây sẽ bị chết. Bọ dừa hay còn gọi là bọ cánh cứng được phát hiện vào cuối năm 99. Chúng phát triển nhanh chóng thành đại, thành dịch hại trên quy mô rộng khắp các tỉnh phía Nam. Ấu trùng và ấu trùng của bọ cánh cứng thường tấn công vào bề mặt của lá chét chưa nở. Chúng thường làm biểu bì, làm lá bị khô héo, khiến hoa cái dễ bị rụng, gây ảnh hưởng đến tỷ lệ ra quả. Sâu nái, khác với bọ dừa thì sâu nái này thường ăn những cái lá dừa già, khiến cho tán lá và tàu dừa bị xê xát, làm cản trở quá trình quang hợp của cây dừa. Các giai đoạn ấu trùng thì chúng tiến hành ăn lớp biểu bì bên dưới của lá, đến khi già thì chúng ăn toàn bộ phiến lá, chỉ để lại gân lá. Đuôn dừa là loại côn trùng gây hại nguy hiểm nhất trên cây dừa, bởi chúng rất khó để phát hiện. Khi chúng bắt đầu tấn công những đọt non, đến khi bà con phát hiện thì chúng đã phá hủy cây dừa nặng, khiến cho cây dừa chết đi và không thể nào cứu chữa. Mà chúng ăn các phần lõi bên trong của đọt dừa, là cổ dừa. Những con đun dừa trưởng thành thực hiện việc đẻ trứng trên thân, có những vết nứt. Khi trứng nở thì ấu trùng khoét những lỗ nhỏ trên thân cây hoặc trên ngọn cây dừa. Dấu hiệu để nhận biết sâu ăn lá dừa xuất hiện: bà con có thể thấy côn trùng sâu trưởng thành xuất hiện trên cây dừa hoặc dưới gốc cây dừa. Lá dừa bị cháy úa lạ vàng và có nhiều lỗ đục li ti do sự tấn công của sâu ăn cây dừa. Trên lá xuất hiện các mạch mạng nhện và phân của con sâu ăn lá dừa bị rụng bất thường. Trên thân cây sẽ xuất hiện những vết đục do sâu gây ra, khiến cho thân cây bị chảy nhựa. Nếu bà con thấy có nhiều bột gỗ màu trắng chảy ra từ thân cây, đây có thể là dấu hiệu của côn trùng sâu đục ngọn. Sâu ăn lá dừa gây tác hại như thế nào? Các loài côn trùng ăn lá dừa sẽ ăn trụi lá cây, khiến cho lá cây dừa bị vàng úa và rụng đi, gây ảnh hưởng đến quá trình quang hợp của cây. Một số loài khác sẽ tiến hành đục khoét vào thân cây mà đẻ trứng vào trong đó, khiến cho cây dừa bị suy yếu và dễ gãy đổ hơn. Các buồng dừa dễ bị thối và rụng đi là ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất của cây dừa. Trái của cây dừa bị sâu bệnh tấn công, bị teo tóp, cơm dừa không chất lượng. Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời thì sự tấn công của loài sâu ăn lá sẽ khiến cây dừa bị suy yếu, còi cọc và dẫn đến chết đi. Hơn 200 ha dừa ở Tiền Giang bị sâu đầu đen phá hoại. 210 ha dừa tại huyện Chợ Gạo bị sâu đầu đen phá hoại, thiệt hại 60-70%, nhiều nhà vườn phải đốn bỏ. Hai thành viên thuộc Hợp tác xã Nông nghiệp xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo chạy máy kéo dây xịt thuốc trong các vườn dừa bị sâu đầu đen phá hoại. Phần lớn các cây dừa bị gây hại đều trên 10 năm tuổi, cây cao nên việc phun xịt rất khó khăn. Người xịt phải dùng xào tre dài gần 10 mét gắn vào phun thuốc mới đến được cái ngọn cây. Giá phun thuốc là 12 đồng cho mỗi cây dừa. Bình quân 1 hecta dừa 250 cây thì nông dân phải tốn thêm chi phí là 3 triệu đồng cho mỗi lần xịt. Hơn 200 hecta dừa ở Tiền Giang bị sâu đầu đen phá hoại.
210 ha dừa tại huyện Chợ Gạo bị sâu đầu đen phá hoại, thiệt hại 60-70%, nhiều nhà vườn phải đốn bỏ. Hai thành viên thuộc hợp tác xã nông nghiệp xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo chạy máy kéo dây xịt thuốc trong các vườn dừa bị sâu đầu đen phá hoại. Phần lớn các cây dừa bị gây hại đều trên 10 năm tuổi, cây cao nên việc phun xịt rất khó khăn. Người xịt phải dùng xào tre dài gần 10 mét gắn vào phun thuốc mới đến được cái ngọn cây. Giá phun thuốc là 12 đồng cho mỗi cây dừa, bình quân 1 hectare dừa 250 cây.